Các bạn mua cái này không bao giờ hỏng nhé. Sẽ không bao giờ hỏng cả. Đây các bạn. Không phải Vega đâu các bạn. Đùa cho vui thôi. Con Vega nào không bao giờ hỏng thì thị trường đâm vào như là nhao nhao nhé. Đây này. Cái này mới là cái không hỏng này. Chỉ sợ mất thôi này. Một bộ của nó gồm 3 cái. Đây các bạn. Rất nhiều nhé. Đây các bạn xem các đầu của nó này. Vậy nó dùng làm gì? Thì nó dùng cho cái việc đó là sửa chữa của thợ điện tử, điều hòa tivi, máy giặt, tủ lạnh, máy bơm, tất tần tật. Đặc biệt là màn hình LCD và laptop. Đây là các nãy để mở nhé. Đây các bạn. Mình là tập tạ có thâm niên 40 năm rồi đấy, 41 năm từ trong bụng mẹ mà bây giờ mình dùng hết sức của tay cũng không bẻ được này, các bạn nhìn thấy chưa? Có những cái đầu nhọn này tiện cho các bạn cậy mở và cạo đường mạch. Đây. Như kiểu vặn xăm xe đạp. Các bạn cũng có thể dùng nó để sửa vá xe đạp các bạn nhé. Đấy, nhìn chưa? Một bộ combo là 3 chiếc như này. Thép đấy các bạn. Nếu các bạn không dùng nữa thì các bạn cũng có thể mang ra hàng đồng nát các bạn bán thép. Đó cũng là một ý tưởng. Hoặc là chúng ta để đó khoảng 20-30 năm, thép nó lên giá các bạn có thể bán hòa, chứ không thể bán nỗ được các bạn nhé. Bền bỉ với thời gian và không phải no hỏng hóc. Nhưng nhớ cất xa tầm tay chị em, nhớ mà làm không ra tiền, các bà ấy cầm cái này nhọn các bà cho chặt cho cái khổ.